Hi, xin chào toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của Dubai Care. Và ngày hôm nay em sẽ mang đến cho anh chị em một dòng sản phẩm phải nói là cực kỳ tiện lợi và hữu ích, hỗ trợ anh chị em trong quá trình anh em sử dụng xe. Bộ sản phẩm này dành riêng cho VF3 và nó có những cái tính năng hữu ích, hữu dụng như thế nào thì anh em mình cùng nhau khám phá nhé. Phẩm Manodo VF3 này được tích hợp cực kỳ nhiều tính năng luôn. Đấy, hỗ trợ anh chị em trong quá trình lái xe. Và đặc biệt sẽ có một cái tính năng hỗ trợ cho chị em phụ nữ trong quá trình mà chị em vận hành xe và lùi chuồng nhá. Nào, mời anh chị em. Bây giờ anh chị em mình sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về cái dòng sản phẩm Manodo cho VF3 này nhá. Trước tiên là về cái mặt thẩm mỹ thì chiếc Manodo VF3 này được đặt ngay phía sau vô lăng. Cái tầm quan sát và cái mức độ quan sát của anh chị em thì hoàn toàn thoải mái luôn, không bị che khuất bởi cái vành vô lăng. Thứ hai nữa là chiếc màn Odo VF3 này được lắp đặt một cách cực kỳ dễ dàng ở ngay phía sau cái cổ vô lăng này. Khi mà anh chị em lắp đặt cái này lên, hoàn toàn là không đục đẽo, không chế cháo, không khoan cắt gì ở trong cái cổ vô lăng này cả. Cho nên là anh chị em hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề lắp đặt nhé. Thứ hai nữa là mình sẽ đi về cái phần giao diện hiển thị đi. Giao diện hiển thị của chiếc màn Odo này thì phải nói là các bác sư Việt Nam cực kỳ là tinh tế và giỏi giang luôn. Mốt được quả intro phải nói là hết sức là tinh xảo luôn, sắc nét, đẹp. Rồi tiếp theo nữa là về cái phần hiển thị màn hình chờ khi mà anh chị em đỗ xe thì cũng được mô phỏng luôn 3D chiếc VF3 ở trong này. Chiếc VF3 ở trong cái chế độ màn hình chờ như thế này thì anh chị có thể đổi được màu nhá, theo đúng cái màu zin của xe ở bên ngoài của anh chị. Tiếp theo là mình sẽ đi đến những cái liên quan đến tiện ích sử dụng và công năng của nó. Chiếc màn Odo này nó sẽ lấy dữ liệu trực tiếp từ cái màn hình zin của xe. Đấy, thì nó sẽ hiển thị về Odo này, về nhiệt độ xe này, về phần trăm pin này, rồi là cả những cái liên quan đến đóng mở cửa. Nó cũng tự động cảnh báo cho anh chị. Đấy. Khi mà anh chị mà quên đóng cửa ấy, thì nó sẽ hiển thị cái mô phỏng 3D này. Và cái 3D này nó cũng đang hiển thị là đang mở cửa luôn. Đấy. Khi anh chị đóng cửa xe vào rồi thì nó sẽ là đóng cửa xe. Rồi là những cái tính năng sang số thì trên màn Odo này nó cũng hiển thị cực kỳ là rõ ràng cho anh chị em luôn. Tiếp theo nữa mình sẽ đi sâu hơn về những cái chi tiết về giao diện hiển thị trên màn Odo VF3 này. Thì nó sẽ có hai mặt giao diện. Thứ nhất là giao diện sáng và thứ hai là giao diện tối. Giao diện sáng là trường hợp anh chị em tắt đèn đi ban ngày. Đi ban ngày thì làm gì có ai bật đèn đúng không ạ? Thì là giao diện của nó sẽ là màu trắng. Còn khi mà anh chị em đi trời tối ấy, thì khi mà anh chị em bật đèn lên này là nó sẽ chuyển sang giao diện tối. Và một cái điểm cực kỳ tinh tế ở đây, đây là cái xe ô tô nhỏ nhỏ ấy kìa, nó cũng hiển thị đèn ở phía trước luôn. Xịn nhá. À, đặc biệt hơn, cái này sẽ được tích hợp cả cảm biến áp suất lốp 4 lốp luôn anh chị em nhé. Và một cái nữa đó chính là màn Odo này sẽ được tích hợp thêm cả cam cạp lề. Thì khi anh chị em xi nhan sang trái này thì nó sẽ lập tức hiển thị ra cái cam cạp lề ở phía bên trái, kèm với đấy là chế độ lái của anh chị em. Đấy. Khi mà anh chị xi nhan sang bên phải thì nó sẽ hiển thị cam cạp lề bên phải. Và khi mà anh chị em về số lùi ấy, khi mà mình về số lùi là lập tức cam cạp lề bên tay phải nhé, nó sẽ hiển thị lên để giúp anh chị căn được cái khoảng cách xe của mình ở phía bên tay phải để anh em lùi chuồng một cách nó dễ dàng hơn. Một cái điểm rất là hay khi mà tích hợp được cam cạp lề như này sẽ hỗ trợ cho anh chị em, đặc biệt là chị em phụ nữ tay lái vẫn còn hơi non. Đấy, mình không nói bao đồng nha, mình chỉ nói một số chị em có thể là lái chưa vững thì là rất cần những cái trang thiết bị như này để hỗ trợ trong quá trình mà chị em di chuyển xe trên đường. Đặc biệt hơn nữa là chiếc màn Odo này được tích hợp thêm cả chức năng đó chính là nhớ điều hòa. Bình thường một chiếc xe VF3 khi mà anh chị em tắt máy xuống xe ấy, thì khi mà anh chị em lên xe lại là phải bật điều hòa lại từ đầu. Nhưng chiếc màn Odo VF3 này nó sẽ giúp cho anh chị em nhớ được cái vị trí gió, nhớ được cái vị trí nhiệt độ ở trên xe, để khi anh chị lên xe này là không cần phải thao tác gì đến điều hòa nữa và điều hòa sẽ tự động bật lên cho anh chị em. Một cái tính năng cực kỳ hay ho cho chiếc màn Odo này, anh chị em có thể tham khảo thêm. Còn về khả năng vận hành thì chiếc màn Odo này nó sẽ hiển thị đúng công tơ mét của màn hình zin. Nó sẽ không xảy ra cái tình trạng bị sai số. Đấy, nó không giống như những cái dòng màn Odo hoặc là hắp kính lái sử dụng bằng GPS thì nó sẽ có cái tình trạng sai số về công tơ mét rất là cao. Đấy, nhưng mà con này thì hoàn toàn là không có. Và cái độ ăn khớp giữa cái công tơ mét của màn hình zin là cực kỳ tuyệt vời.
Ok, vừa rồi thì anh chị em mình đã cùng nhau tìm hiểu hết tất cả những cái tính năng của chiếc màn hình Odo trên VF3 này. Sản phẩm màn Odo trên VF3 này nhà em đang có rất là nhiều những option để cho anh chị có thể thỏa sức lựa chọn và phù hợp được với cái túi tiền của anh chị. Anh chị nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm này của nhà em thì có thể qua trực tiếp cửa hàng Dubai Care tại 68 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc anh chị có thể liên hệ ngay tới hotline em để ở phía dưới phần mô tả để được tư vấn ngay về sản phẩm này nhá. Anh chị em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Dubai Care nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những clip lần sau. Xin chào.